Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa trong những năm qua. Đảng, nhà nước ta cũng như cấp ủy chính quyền các cấp luôn quan tâm đến sự phát triển của kinh tế tập thể nói chung và kinh tế hợp tác xã nói riêng. Cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương và sự cố gắng vươn lên từ trong nội lực của mình, trên địa bàn huyện Krông Búc đã có những điển hình phát triển kinh tế tập thể đáng ghi nhận. Trong đó, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Chư Bô là một trong những điển hình của loại hình kinh tế này. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Chư Bô thì được hình thành từ năm 2009. Chủ yếu là lúc đầu thì làm về thủy lợi, và sau từ năm 2015 thì làm hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012. Từ chủ và từ chịu trách nhiệm về mọi hoạt động hợp tác xã, và chủ yếu là làm về nông nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. Thì là mình làm được cà phê, rồi thì sầu riêng, tiêu, tất cả những cái về dịch vụ về nông nghiệp. Thì nhằm mục đích là để khuyến cáo cho thành lập hợp tác xã, là để hỗ trợ cho người dân về những cái kỹ thuật, thì một phần nào đó thì báo tiêu cái sản phẩm cho thành viên. Với quy trình tư vấn hỗ trợ khép kín từ khâu xuống giống cây trồng đến việc đưa sản phẩm ra thị trường, nên trong những năm qua, chất lượng sản phẩm nông sản của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Chư Bô luôn được khách hàng ưa chuộng và đánh giá cao. Đối với mặt hàng cây trồng chủ lực là cà phê, Hợp tác xã đã tiến hành cải tạo các giống cây trồng lâu năm đối với diện tích trồng mới. Để đảm bảo chất lượng cho hạt cà phê thành phẩm, đơn vị chỉ tiến hành thu hoạch và thu mua cà phê của các thành viên khi áp dụng quy trình sản xuất theo quy định, đồng thời đạt độ chín trên 80%. Cà phê sau khi thu hoạch sẽ được Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Chư Bô giao cho một số hộ gia đình phụ trách phơi và xay sát dưới sự giám sát quy trình của Ban Giám đốc Hợp tác xã. Trong quá trình canh tác và chăm sóc các loại cây trồng như cà phê, tiêu, sầu riêng, thành viên Hợp tác xã luôn có sự tư vấn hỗ trợ và học hỏi qua lại với nhau. Qua đó kịp thời phát hiện các loại sâu bệnh nấm mốc gây hại cũng như những diễn biến không thuận lợi của các loại cây trồng để có hướng khắc phục. Đồng thời, tinh thần đoàn kết gắn bó và lợi ích thiết thực đối với việc tham gia hợp tác xã của các thành viên ngày càng được nâng cao. Hàng năm nó được đi 1-2 lần đi tập huấn về chăm sóc sâu riêng cà phê, nói chung cả cây, các loại cây trồng. Rồi thì còn về báo tiêu sản phẩm thì hợp tác xã cũng có mua cà phê cho dân nữa. Nhưng mà qua hoạt động thì đời sống của những thành viên mà tham gia hợp tác xã thì thấy đời sống nó cũng cải thiện nhiều, được cải thiện hơn. Từ cái khâu giá cả, cái kỹ thuật, từ đó người dân hiểu hơn cái cách chăm bón cho cái cây cà phê và cây sầu riêng cũng như là cây tiêu. Năm 2021, mặc dù do ảnh hưởng của tình hình đại dịch COVID-19, nhưng Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Chư Bô cũng đã đạt được lợi nhuận sau thuế là khoảng 160 triệu đồng. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 7,3 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ khoảng 782,2 tỷ đồng. Nhằm tăng sức cạnh tranh sản phẩm nông sản ra thị trường và nâng cao lợi nhuận hoạt động. Hiện nay, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Chư Bô tiếp tục rà soát, đánh giá đúng thực chất, toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để tiếp tục có hướng sản xuất kinh doanh phù hợp, nhằm tiếp tục có sự đóng góp trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội địa phương.